Ok, ở đây mình thấy có nhiều cặp đôi đang ngồi đây lắm, có vẻ như đang rất là ấy hạnh phúc á. Nên là bạn nào cặp đôi nào muốn lên hát tặng nhau thì các bạn cứ thoải mái nhé, lên trên ca cũng được. Đấy, các bạn lên đây hát tặng nhau ở đây đó. Đấy, có Mạnh Tú này lên tặng bạn đi cùng này, bạn Nam đi cùng này. Đó, hát tặng. Rồi, sau đây là cái khúc Tìm Thôi Xót Xa. Hạnh phúc trôi qua tay giấc mong ta lòng kia.